Hello, xin chào anh em nha. Đến với kênh Cùng Bạn Gaming thì cũng lâu rồi mình chưa có làm clip siêu xe. Thì hôm nay mình làm sẽ làm clip xe 5 chiếc siêu xe phần chính ha. Thì hiện tại là đây là 5 chiếc của xe của mình. Và hiện tại mình đang dùng mod đồ họ N Visual 5 nha. Visual 5 á. Mod đồ họ này rất nhẹ luôn. Và mình có chỉnh một chút reset. Mặc dù thì hiện tại là màu mình chỉnh hơi nó hơi đậm chút, nhưng mà nhìn vẫn ok. Để mình chuyển sang buổi tối ha. Hiện tại là FPS của mình là chỉ có 50 thôi, nhưng mà để mình chuyển thành sang buổi tối. Rồi thì tại vì mình có mod đèn rồi thì nó hơi bị lắc, nó sẽ tụt xuống. Nhưng mà tại vì biết sao, tại vì mình đang chỉnh mát mát kiểu mát đồ họ, mình khử răng cưa X4 thôi này. Mình giảm xuống 2, tại vì mình để đồ họ cao. Nếu mà mình để như vậy bình thường, nói chung là nó vẫn là cao so với lại những cái vẫn là V2, nhưng mà khi mà chuyển xuống là chắc chắn là nó còn 50 mấy 50 60, thì nó vẫn gọi là mượt ha. Mình sẽ tắt khử răng cưa, mình bật cái khử răng cưa lên X4 cái à. Có thể là do đèn á, mình mod đèn á, thì bình thường thì đèn nó sẽ không có đâu. Chắc chắn là cái bờ các bạn mod đồ họ đèn vô rồi chắc chắn là nó sẽ lắc rồi, không thể nào mà ấy được, không lắc được. Rồi đó. Thì chắc chắn FPS này là còn nó ở 8 mấy FPS là chắc rồi. Tại vì buổi tối mình mod đèn á thì nó sẽ sáng lại sáng tưng như vậy ha. Cho nên nó bị FPS liên tục. Ok, thì hiện tại là đây là 5 chiếc xe ha của mình ha. Mình sẽ đây là chiếc Lamborghini gì đó, không phải luôn cái Lamborghini, không biết Ferrari, con ngựa. Này là chiếc Ford ha, chiếc này là chiếc Yokohama gì đó. Không biết, không rành hãng lắm, nhưng mà nó cũng có mod, nó cũng có đã có dán đề can rồi, nhìn cũng ba cháy. Này là chiếc toàn là hãng lạ không. Ok, bây giờ mình sẽ bấm F5 ha để gọi xe. F5 sẽ gọi xe, mình sẽ gọi chiếc này trước. Rồi để chiếc Ferrari ha. Bên trong nội thất thì ok đẹp. Nói chung là cái đồ họ Visual 5 này mà các bạn mod chung với một cái reset này mình cũng tự chỉnh thôi thì đảm bảo. Giả sử hiện tại mình tắt đi, mình sẽ tắt reset đi đó. Nếu mà các bạn mod Visual 5 nó sẽ như vậy nè, nhìn nó rất tệ. FPS thì cũng nó cũng tăng lên cỡ tầm 10 mấy thôi đó, nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đó. Quốc cái reset vô là bóng xe bóng lượt đẹp liền. Rồi chiếc này là đủ các bạn đua chưa, để mình chỉnh cái F8 lại auto reply nè. Rồi đó. Thì các bạn có thể vô trong chỗ đồ xe để đồ ha. Trong đây thì coi thử nó có thêm những cái phụ tùng như thế nào. Mấy cái không cần thiết đó, cái cốp thì nó dày rồi. Cốp nhìn đẹp nha, xe tuyển mà.
À, này là mâm. Mâm thì nên để chính hãng. Đèn. Mấy cái này không quan trọng, chủ yếu là coi thử nó có cái những cái phụ tùng gì à, thêm không. Này là màu rồi. À, màu cọ đồ thì các bạn có thể tự tự sáng chế coi thử nó có thêm những cái phụ tùng nữa. Armor's in. Brakes Không are ha, kèn hạ gầm rồi. Not going to do you good. Không, turbo là cái gì đây. Turbo's in. Rồi, nói chung là cũng không có gì, không có gì thay đổi nhiều, chủ yếu mình sẽ thay màu cho nó. Rồi tiếp tục là mình sẽ dùng cái chiếc Ballast, chiếc Ford. Chiếc Ford này nhìn đẹp, bên trong nè cũng phụ tùng cũng đẹp ha. Không đẹp bằng chiếc kia, phụ tùng thì không đẹp. Và thử nó có thêm những cái phụ tùng riêng không. Nói chung là cái visu này mình mod vô thì mình thấy nó ok á, công nhận là cũng nhẹ, cũng ngang ngửa với Land Rover chứ nó giỡn đâu. Này thì không có ha, cũng chỉ màu thôi. Gầm này cũng chỉ màu thôi. You want turbo? You got turbo. Rồi cũng y chang cái chiếc kia thôi. Ok thì mấy cái chiếc còn lại thì các bạn có thể tự nghiên cứu ha. Rồi tự nghiên cứu cụ độ, nó có những cái có thể nó sẽ có những cái bản độ riêng á, mình không biết được. Rồi chiếc này là chiếc Honda S2000 này. Chiếc này thì nó có màu riêng nha. Chiếc này thì chắc chắn là có bản độ rồi. Hồi nãy mình có gọi ra nó có một cái dạng màu riêng á. Nó như này nè. Có dán decal cho nó. Hình như chỉ có như vậy thôi. Đó, hình như chỉ có dán decal về thôi. Rồi, chiếc này thì nó phụ tùng bên trong nhìn cũng coi, chiếc này xe đua mà. Chủ yếu là tốc độ âm thanh nhìn cũng phê đấy. Rồi, ok, mình đổi qua chiếc khác. Chiếc này thì mình nghĩ là nên các bạn nên độ màu cho nó. Nó như là không độ màu luôn á sao. Rồi, này là đúng này. Ra độ màu mới đẹp như đó, nó sẽ thay đổi màu, nó có một nửa màu này một nửa màu kia. Chiếc này là chiếc gì dòng gì nó không biết nữa. À, tên tên xe thì mình sẽ để ở file ngồi nha. Đó, Super Boss nhìn nó bóng bóng không nè các bạn, để ý tại vì nếu mà thực chất ra cái đồ họa visual á, bình thường á nó đã tăng cái độ bóng xe lên một chiếu ha,
nhưng mà do cái đồ họ cũ nó vẫn bị mờ xám đi ha, thì mình reset, đẩy reset lên. Mặc dù họ tối chút thì các bạn có thể chỉnh sáng lên, các bạn có thể vào chỉnh sáng. Thì cái bản đồ họ này chắc mình sẽ làm một cái clip để xe, các bạn có thể chỉnh sáng ở trong đây nhìn nó đẹp hơn. Mình sẽ xe hai cái reset này luôn, đồ cái này thì nó sẽ thiên về màu kiểu khác. Đó, giống như là kiểu màu này nó sẽ tùy vào thời tiết nữa nha, nó sẽ giúp cho chủ yếu là dành cho những cái bạn nào mà máy yếu thôi, máy yếu rồi có thể dùng một cái bảng reset mà màu đẹp giảm sáng lại đi, mình những cái vòng vùng tối thì kệ nó. Nó có một cái lắc lắc mình không hiểu hay sao, là do máy mình hay sao á, không do máy chứ không phải do đồ họ đâu nha, chắc là máy của mình nó bị khùng khùng rồi. Mặc dù FPS thì ngon, FPS vẫn ở 80 mấy 90 á. Rồi la với lại ba, các bạn tắt la thì bằng cái này nha. Rồi ok, bây giờ tiếp tục với chiếc cuối cùng. Chiếc này thì khi mà các bạn mod ra gọi ra nó sẽ dày nè, nó sẽ tống tơ tống quét này, không có màu nè, các bạn phải dùng đến F8 hoặc là vào trong độ xe các bạn sửa lại. Các bạn vào benzin nè, bạn vào menu custom nè. Đó, các bạn phải vào cái spoiler nè, bạn bấm lên. Đó, nó có những một số cái bản độ riêng cho nó nữa, giống như là nè đó, ha. Màu thì mình đổ thêm màu nhẹ nhẹ vô trong. Màu thì thằng này lại hợp với lại màu đỏ hơn. Chắc là màu đỏ, màu cam này mới đúng cái màu đó. Cái cô quần này mình tăng hơi nhiều quá. Kệ chắc không sao. Tăng hơi nhiều cho nên nó cái đó, nội thất bên trong này. Để mình chỉnh thể thời gian lại coi. Nội thất bên trong thì vẫn đẹp nha, có carbon đồ đầy đủ. Cái bài ép cũng ngon lành ha, chủ yếu là xe khuê mod xe, nhưng mà chủ yếu là khe cái đồ họ thôi, này là dành cho những các bạn là máy yếu nha. Còn mấy bạn mà nào mà máy mạnh đã có những cái đồ họ như là vuông nguồn bè hoặc là NVE mà full max setting thì các bạn cứ dùng đi. Còn các bạn nào máy yếu mà đua đồ họ không lại thì có thể dùng bản này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ra ngoài mình hướng dẫn mod 5 chiếc xe này ha, để mình sẽ để gọi lại 5 chiếc này cho bạn coi. Hãy phanh từ từ. Tại vì chiếc này nó phải sửa lại cho nên mình sẽ gặp chung luôn. Rồi. Sẽ gọi lại 5 chiếc nha. Rồi. Rồi, 5 chiếc. Nhìn đẹp nha.
Rồi, ok ha. Bây giờ mình sẽ ra ngoài mình hướng dẫn mod 5 chiếc này. Đầu tiên là các bạn tải những cái file này cần thiết về cho mình. Apple 4 ha. RIP 5 và RIP 5 mới. RIP 5 mới nó đã update rồi nhưng mà hiện tại mình đang dùng bản 1.58 cho nên mình vẫn giữ RIP 5 này. Thì các bạn cứ tải về ha. Tải về bản những cái bản mới hơn á ha. Mình sẽ để link dưới, các bạn sẽ tải được những bản mới hơn. Các bạn tải về up 4 này, RIP 5, RIP 5.net, game và fit của bộ phiên bản mới luôn. Rồi add on spammer, add on vensin á và mod F9 ha. Mod xe phần chính. Bát là của vật gaming nha. Đó. Mình sẽ đầu tiên là các bạn cứ cài ở 4 như một phần mềm bình thường ha, cài cứ chạy như một phần mềm bình thường. Xong rồi các bạn mở lên. Mở lên thì đầu tiên là nó sẽ trước khi mà tới cái bảng này nó sẽ kêu bạn chọn đến đường dẫn game. Các bạn chọn vào đường dẫn game với mình. Rồi các bạn bấm net đến cái phần này thì bấm GTA 5 Windows. Rồi để nó mở lên. Rồi. Mình sẽ cố gắng ra những cái xe nhiều hơn tại vì mình còn một mớ xe là 8 mấy ghi xe. Mình sẽ clip sau mình chắc mình sẽ làm những cái xe mà về Việt Nam nhưng mà kiểu là không phải bán ấy nha. Cho free thôi. S-Center hoặc là mấy chiếc Vio hoặc là Vinix. Mình năm chiếc chiếc cúp của Việt Nam thôi. Cúp mà cúp free nha chứ không phải là cúp mấy bạn lấy về xong rồi các bạn gắn skin lên rồi các bạn bán rồi các bạn gây khó dễ. Rồi ok, khi mà up4 mở lên là các bạn bấm vào edit mode bật lên. Thực chất là này rồi. Rồi các bạn đến cái nút ID manager này, các bạn install nó lên ha, insert nó lên. Ban đầu nó màu xanh dương, các bạn insert nó lên ba cái này cho màu xanh lá lại giúp mình ha. Tại vì những các bạn mình sẽ không, tại vì mình làm clip để mà hướng dẫn lại cho những các bạn mà mới chơi mà tập thành á, cho nên các bạn nào mà cũ rồi thì cứ thông cảm cái phần này ha. Rồi khi mà mở lên như vậy đó là xong ha. Cái bố 4 các bạn giải nén những cái file xe này ra, các bạn giải nén những cái file này ra hết luôn. Cái file add-on banner này, rồi cái file game config này, RIP 5 này, RIP 5.net này. File xe thì cứ giải nén ra theo path là của vật gaming nha. Rồi ok ha. Rồi giải nén ra thì nó được những cái file này. Thì đầu tiên là mình sẽ cài add-on banner trước. Các bạn copy hai file này ha. Các bạn bắt vô trong thư mục game nha. Nó là F5 ấy nha. Các bạn bắt vô trong thư mục game. Đó, nó là F5 nha. F5 để mà gọi xe á. Rồi ha. Bắt vô xong rồi các bạn xóa đi. Rồi đầu tiên là mình sẽ cài xe trước. Các bạn vào file mod xe phần chính cụ vật của mình. Các bạn vào file xe này, các bạn copy 5 file này. Các bạn vào thư mục game với mình. Trong thư mục game thì nó có file mod ha. Lúc mà các bạn bật AI Manager lên á, insert lên hết á, thì nó sẽ tự động tạo ra mod cho các bạn. Các bạn vào mod update X4 DLC Bug. Các bạn copy 5 file xe này vô, giúp vô trong đây giúp mình ha. Các bạn nào mà trong file mod mà không có cái file nào hết, không có file update thì các bạn cứ bấm new folder, gõ cái từ update ha. Xong rồi vào đó, xong rồi vào update, bấm new folder. New folder. Gõ X4 ha. Vào X4 gõ new, bấm new folder, gõ DLC Bug, gõ y chang nha, không thiếu, không có dư một phím nào hết á. Nút nào hết á, một từ nào hết á là được. Rồi. Ok. Đó các bạn cứ cấp vô lại với mình. Rồi ha, tiếp tục mình sẽ qua với file game này lại. Các bạn vào file xe. Đáng lẽ là 5 hình lận, mình sẽ bổ sung sau ha. Các bạn copy toàn bộ những cái hình trong cái file mod xe của mình. Các bạn vào thư mục game, các bạn vào add-on banner, các bạn vào email, các bạn bắt vô.
bắt 5 file hình của xe vô. À, rồi các bạn mở file hướng dẫn lên giúp mình. Đây là 5 dòng xe của mình có ghi trên đây ha. Ford này, 2001, McLaren, Aston Martin GT gì đó, Ferrari 812, Honda S2000. Các bạn copy những cái code của mình ha, code trong Dealership là 5 cái file này. À, bạn vào up 4 này, các bạn vào mod update RBS common data, các bạn kéo xuống cái Dio Slit, các bạn bấm chuột phải, bấm edit, các bạn kéo xuống dưới cùng ha. À, khúc này nè, các bạn cắt xuống, các bạn bắt vô rồi các bạn chỉnh lại như nào đó. Đó, các bạn save nó lại ha. Mình bắt rồi thì mình sẽ không bắt lại lần nữa đó ha. Đây, 5 cái code của mình. Lưu ý là các bạn phải nhớ đừng có xóa cái file này nha. Xóa file này game nó sẽ bị lỗi á. Xóa cái đoạn code này nè. Các bạn save nó lại là xong ha. Thì nếu mà các bạn không có file update.rbs trong file mod á, thì các bạn có thể vào update của thư mục game của game ha. Các bạn vào update.rbs này, các bạn bấm copy to mod folder. Nó hiện giống như này. Đó, các bạn copy to mod folder, nó sẽ copy tự động, nó copy file mod giúp cho các bạn ha. Là ok. Rồi bây giờ mình sẽ fix lỗi văn game thôi. Xe xong rồi, cài xe xong rồi ha. Các bạn vào cái game và fix đi. À, cài xe không, các bạn phải vào thư mục game trước. Các bạn phải đến cái GT5.NE này. Nó hiện chỉ GT5 thôi, nhưng mà các bạn có thể bật tắt mở cái new file, cái tên file á ha. Đó, để mà hiện cho rõ thôi chứ. À, các bạn bấm chuột phải vào GT5, bấm Property, bên chọn đến cái mục Detail này. Các bạn coi phiên bản game của mình là gì, 2545 ha. Đó, phiên bản game của mình là 2545, thì các bạn có thể vào game config coi phiên bản hiện tại đó là 2545. Hiện tại là nó đã lên 2615 rồi, 2612 gì rồi. Thì cái game fit khi mà các bạn tải về nó sẽ khác cái này, thì nó sẽ có 2612, cho nên các bạn phải, nếu mà cái game 2545 giống mình á, các bạn vào order version ha. Các bạn bấm vào đây order version, các bạn bấm vào game config ở đây. Đó, chọn cái đúng phiên bản của mình. Đó, giả sử là 2545 của mình ha, các bạn chọn mod nha. Nhớ chọn mod là đừng có chọn last method rồi. Đó, thì traffic by best, traffic là lượng xe, còn best là lượng người. Thì traffic càng cao thì xe ra đường càng nhiều, best cũng vậy. Và cái traffic càng ít thì xe ra đường càng ít, giống như là 0.1 ít đi, thì bình thường giống như 10 chiếc ra đường thì nó chỉ còn có 1 chiếc thôi ha. Còn mà 5 ít thì nó là lên 50 chiếc, nó sẽ ra đường nhiều hơn. Cho nên còn muốn mặc định thì các bạn cứ dùng 1 ít traffic hoặc là trough traffic. Đó, các bạn kéo cái game config của mình vô đúng cái thư mục hồi nãy mình khai báo Dio Slit á. Mod này update RBS Command Data. Ở dưới cái Dio Slit có cái game config hàng, các bạn kéo vô. À, các bạn kéo vô. Xong rồi bấm chuột phải, bấm edit. Các bạn gõ Ctrl F, gõ Clone. Rồi, ban đầu nó là 60 ha, các bạn chuyển lên 600 và save nó lại. Là ok ha. Đó là khai báo game config xong. À, các bạn nào mà có những cái bản game này, đó, các bạn nào có những bản em thấp hơn hoặc là khi mà các bạn tải về nó sẽ là 2612 nha, chứ phải 2545, thì 2545 nó sẽ trong order version. Còn các bạn mà dùng 2612 cái dùng cái bản này, bản 2612 ha. Giả sử đây 2612 đi, 2612 đó, nó thì các bạn dùng bản 2612 ha. Còn mà các bạn dùng có phiên bản thấp hơn thì cứ vô bay coi chọn là phiên bản đúng mình. Thì các bạn nào có những phiên bản thấp hơn nữa, 350 á, thì các bạn nên xóa game đi và tải lại game lại. Hoặc có những phiên bản thấp như vậy là cũng nên xóa đi ha. Xóa đi hoặc update lên ha. Đó, để mà chơi ha, để mod được ổn định hơn. Thì trên kênh mình cũng có clip hướng dẫn rồi. Tải game rồi, mình cũng có cập nhật file và không còn bị lỗi nữa. Thì các bạn có thể bấm tải game này. Đó, các bạn có thể kéo xuống cái phần tải game miễn phí này. Thì trong đây có hướng dẫn update lên phiên bản mới nhất luôn, phiên bản 2545 luôn. Mình sẽ ra một cái phiên bản mới nhất hiện tại là 2612 cho các bạn ha. Đó, thì này là phiên bản 2545 để các bạn có thể coi rồi tham khảo ha.
Đó, phiên bản tải game ở đây. Đó, link tải game ở trong đây. Bạn có thể tải game mod cho nó ổn định. Rồi. Thì đó, tiếp tục. Game mình fix xong thì tiếp tục với lại cái rip 5. Và rip 5.net thì rip 5 thì cái bạn vào file bin copy 3 file này bắt vô thông thư một game thôi. Rip 5.net thì các bạn chỉnh file configuration, configuration setting. Các bạn chuyển nó thành F3. Các bạn vô thấy 4 thì chuyển F3 để hồi bị trùng với rip 5 ha. Các bạn copy mấy file này bắt vô trong thư một game là ok. Rồi, xong rồi các bạn cứ vô game thôi ha. Đó, các bạn vô game. Xong rồi trải nghiệm thôi ha. Cứ F5 lên, các bạn chọn file xe trong cái sequencing này, này. Còn các bạn có muốn dùng những cái file xe khác thì có thể dùng. File set trong có thể dùng bằng F8 hoặc là hôm nào mình sẽ làm những cái siêu xe mà siêu máy bay ha. Siêu máy bay, siêu du thuyền cho các bạn. Rồi. Đó, chỉ vậy, vậy thôi ha. Các bạn có thể nghiên cứu xe về xe thì các bạn có thể nghiên cứu nhiều clip trên kênh của mình. Rồi. Ok. Giờ mình sẽ lấy chiếc này. Đây, thì mình lần dừng lại đây. Rồi, chụp một cái bức ảnh đi coi. Rồi. Thông cảm tại vì rồi. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã coi clip của mình. Nếu mà thấy hay có thể like, share, subscribe, đăng ký kênh Cù Vạt Gaming để coi những clip mình hướng dẫn mod khác ha. Thì chắc clip sau mình sẽ làm về update lên phiên bản 2.6.1.2 hoặc là fix làm lại những cái clip mà cũ như thành phố Venice, Liberty City. Rồi, ok, bye các bạn.